Cho bác sĩ Đúng xin có ý kiến ạ. Dạ mời bác sĩ Đúng ạ. Thì qua theo dõi cái buổi hôm nay thì phải nói rằng là nghe cái các cái bài mà báo cáo bài giảng của Bông Sen Hồng Tâm thì tôi nghĩ là Bông Sen Hồng Tâm là một chuyên gia về vấn đề nội tiết học, phải nói rằng là rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ, và phải nói rằng là một người có trong chuyên môn, phải nói là chuyên môn mà chuyên môn xếp vào hàng cao cao cấp đó, gọi là chuyên gia luôn. Thì qua cái mặc dầu về mặt chuyên khoa một của tôi thì chuyên về sản, nhưng mà tại vì thai kỳ nó cũng tiểu đường thai kỳ thì cũng gặp rất là phổ biến, và bản thân tôi thì cũng phải văn ôn võ luyện, cũng lắng nghe, cũng để mình bổ sung kiến thức, tại vì thời gian cũng qua lâu rồi nó cũng mai một đi. Thì hôm nay thì phải nói lần đầu tiên thì tôi nghe về cái sâu sắc, cũng như là về cái cơ chế, cũng như là về các cái tác dụng của sản phẩm của mình. Thì có lẽ là ngoài giám đốc Ngọc Mỹ thì không 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 đề cập tới rồi, còn riêng Bông Sen Hồng Tâm thì nói, như nếu mà nói những cái người trong cái những người mà đến như như bản thân tôi thì nếu mà dùng Lucenta hiện tại thì sau khi mà được Bông Sen Hồng Tâm nói là bây giờ nay Bác Đúng về là Bác Đúng dùng 10 viên một ngày đi, để nó tăng cái hiệu lực điều trị lên của cái bệnh cột sống, thì phải nói rằng là nó thay đổi từng ngày. Bông Sen Hồng Tâm à, thay đổi từng ngày, thì cái phải nói rằng là một cái điều mà, nhưng mà cái sau khi uống trà được được 4 tháng, nhưng mà khi dùng 6 viên Lucenta thì nó chưa có đào thải mạnh, mà khi tới dùng 10 viên rồi là thấm thía, là nó biểu hiện như là mình mới dùng cái trà đầu tiên, là mình có cái chỗ nào bệnh thì bây giờ nó đưa vô chỗ đó hết luôn. Ví dụ dinh son là nó nhảy mũi khoảng 30 lần rồi, nó những cái lưng chỗ đau, chỗ đầu gối là nó nhức giống như cá đâm nó Bông Sen Hồng Tâm. Thì phải nói là một cái vi diệu của Lucenta, phải nói là quá là kỳ diệu luôn. Thì hôm nay thì nếu mà bây giờ nếu mà cỡ 2 cây sầu riêng thì tôi nghĩ rằng là một cái điều mà phải nói là quá là may mắn, quá là hạnh phúc, để uống mà không có phẫu thuật được. Thì tôi cũng đang phấn đấu làm thế nào để thể hiện rằng bản thân mình là một cái người sử dụng dòng sản phẩm này, để mà từ cái chỉ định ngoại khoa đi qua chỉ định nội khoa là một cái điều cũng hết sức là vi diệu. Thì cũng đang phấn đấu để xây dựng cái hình ảnh của sản phẩm mình. Thì hôm nay thì cũng lắng nghe hết, thì cũng báo ông Sơn Tâm là cái tế bào gốc, thì cái hồi mà bé Hà đó là dâu của Bác Cử đó, là có lấy một cái tế bào trung mô, mà lúc đó là bảo quản rất là mắc đó. Bông Sen Hồng Tâm là 1 tỷ 171 triệu và bảo quản Thái Lan, mục đích là lấy để điều trị tiểu đường cho Bác Cử, nhưng mà Bác Cử từ chối. Bác Cử nói là Bác Cử để điều trị thông thường thôi. Thì hiện nay cái tế bào gốc đó vẫn còn được bảo quản, và chi phí thì nó cũng tương đối là cao, cho nên là cái tế bào trung mô mà để có điều trị tất cả các cái bệnh, kể cả ung thư rồi, thì cái này nó nói qua cái này thì nó rất là giá trị. Thì hôm nay bản thân tôi thì phải nói là rất là cảm ơn công ty, đặc biệt là cảm ơn giám đốc Ngọc Mỹ Bông Sen Hồng Tâm đã cho tôi một cái cơ hội quá lớn, một cái cơ hội mà tôi nghĩ là bây giờ là bạn tôi mổ cái đốt sống đó thì bây giờ đi xe lăn luôn rồi, tuổi cũng bằng luôn, đi xe lăn luôn. Thì cái hình ảnh đó nó đập vào mắt mình, mình thấy cảm thấy rằng là mình quá được may mắn. Mà như vậy thì phải nói là mình cái ơn này không biết là bao giờ mới 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 đền đáp được. Thì bản thân tôi cũng cảm thấy rằng là mình phải hết sức là có trách nhiệm với công ty, bằng cách là mình đi gieo những cái mầm thiện, gieo những cái điều mà rất rất là để cho cộng đồng người ta hiểu được, người ta sử dụng được. Thì cũng mấy ngày nay thì cũng có nhiều người bạn cũng như là lâu năm không gặp lại Bông Sen Hồng Tâm, bây giờ gặp lại thì không có nhận ra tiếng của bác gì đúng. Ông bảo sao cái tiếng này lạ quá, hỏi là anh sao tiếng rất là trẻ, rất là khỏe. Trời ơi, thì mình rất là mừng luôn, mình thể hiện rằng là quá là đáp ứng luôn, quá là đáp ứng cái dòng sản phẩm này. Tâm bảo là không phải đâu, cái tiếng này không phải tiếng của bác sĩ Đúng. Tôi nói trời ơi, bác sĩ Đúng đây nè, bác sĩ Đúng chính hiệu luôn, không có nói dốc đâu. Giờ biểu thôi bây giờ quay mặt qua coi. Ôi trời ơi, quay mặt qua rồi bắt đầu có nhiều nhiều người nói nhỏ nha, trời tôi nghi chắc bà đi thẩm mỹ viện quá chứ làm sao mà bây giờ nó đẹp hơn hồi xưa quá trời luôn, rồi mặt mày gọn mà trời bây giờ gác dữ lắm luôn, khác hoàn toàn.
thì họ càng đánh giá như vậy thì mình càng mới cảm thấy rằng là quá là hạnh phúc luôn, là cái sản phẩm là nó quá là tuyệt vời. Và chia sẻ hôm nay thì bản thân bác sĩ Đúng đang dùng cái sản phẩm kể cả trà và kể cả Lucenta thì phải nói rằng là đến thời điểm này thì cũng khẳng định bông sen hồng tâm là 95% là không mổ. Rồi xin hết ạ. Dạ, quá tuyệt vời, và nói rằng là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Đúng ở Cần Giuộc Long An, đúng không? 68 tuổi, có hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành y, là một cái quân nhân trong quân đội, cũng đồng nghiệp với Tâm, và đặc biệt là bác rất là khiêm tốn, và bác kể những cái kết quả của bác đó là cái nguồn khích lệ và tăng thêm cái niềm tin cho những người tiêu dùng và những cái cộng tác viên khác. Đấy. Và Tâm thấy rằng là từng tuổi này mà bác rất là năng lượng, rất là tích cực, và phải nói rằng là trẻ trẻ so với tuổi. Tâm gặp ngoài ở ngoài á, Tâm gặp được 2 lần, một lần là sinh nhật của giám đốc, một lần là đi Hà Nội, rồi đi cùng xe với bác, thấy bác trẻ so với tuổi. Và đặc biệt rằng là cái xương khớp, cái xương khớp mà nếu mà mổ xẻ ở từng tuổi này á, giống như vừa rồi một hình ảnh mà bạn của bác sĩ Đúng, bác sĩ chia sẻ đó, là ngồi xe lăn đó. Bởi vì tuổi cao rồi, cái sự hồi phục của những cái vết thương đó, nó sẽ lâu hơn, trong khi đó mình có cái giải pháp sử dụng cái này, nó sẽ tái tạo tăng sinh và biệt hóa, thì đó là điều hạnh phúc và phước báo không phải ai biết được. Bởi vì mổ không có bác sĩ nào dám chắc rằng là có lành hẳn hay không, 50-50, mà đặc biệt là dao kéo vào cái khu vực và xương sống thần kinh nữa, thì cái khả năng hồi phục của nó cũng 50-50. Và hơn nữa là được bác sĩ chia sẻ về cái tế bào trung môn được nuôi cấy để chữa cái bệnh tiểu đường cho ông xui á, tức là bác cử là giám đốc công ty dược Ngọc Tâm Đường, thì mới thấy rằng là phải tiền nhiều, tiền rất nhiều. Tâm ghi xuống dưới là 1 tỷ 171 triệu. Các anh chị thấy tiền tỷ, nói tới một góc là tiền tỷ chứ không có ấy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta được sử dụng tế bào gốc, mà tế bào gốc của New Zealand ấy. Ngoài ra cái số tiền của chúng ta dùng mà không bị mất đi, mà được nhân lên gấp 10, chưa có cơ hội nào như vậy các anh chị. Còn 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 cái tế bào trung môn gì đó, nuôi cấy gì đó, là phải bỏ tiền tỷ ra mua, mà đâu có được tặng lại gì đâu. Nếu mà bỏ ra 1 tỷ 171 triệu mà mua được tặng lại 10 tỷ hoặc 30 tỷ, cũng nên mua cái tế bào trung môn gì đó. Thì tất nhiên người ta không gặp cái cơ hội mình thì người ta phải chọn cái giải pháp đó thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội sử dụng Lucenta, mà số tiền chúng ta không bị mất đi. Trời ơi, quá kinh khủng, quá kinh khủng không ạ? Tâm chia sẻ thêm một cái kết quả đây, chính bản thân của Tâm này. Ngày này năm trước, tức là 11 tháng trước, là Tâm bị tim. Tâm bị tim, anh chị biết là nếu mà giám đốc Hồng Mỹ mà không không đưa kịp thời Tâm bên tay trước, là Tâm muốn Tâm đai này, bây giờ không còn ngồi đây chia sẻ với các anh chị đâu. Thì Tâm bị giãn lớn thất trái. Các anh chị nhìn thấy cái dòng thứ nhất phần kết luận là ngày 11 tháng 5 là giãn lớn thất trái này, các anh chị thấy không ạ? Tức là hôm nay là 27, tức là 2 tuần nữa đấy, 2 tuần nữa là đúng năm. Các anh chị thấy không ạ? Thấy giãn lớn thất trái không? Chưa có thôi. Dạ thấy ạ. Dạ thấy. Lúc đó Tâm chỉ mỗi ngày 10 viên Lucenta, Tâm mua gói 3 sao, lúc đó không có gói 5 sao, Tâm mua gói 3 sao mỗi ngày dùng 10 viên, Tâm dùng liên tục trong 1 tháng. Thì Tâm nghĩ rằng là nếu Tâm mua thuốc Tâm dùng này này, bịch thuốc con này, không dám dùng, anh chị dùng được có 1 lần 2 lần bịch thuốc này đúng 5 còn nè. Tâm lên mạng Tâm gõ là thuốc là chống đông máu, thuốc làm loãng máu lắm ra này, bịch thuốc này nha, bịch thuốc này nếu mua trong nhà thuốc là 3 triệu. Cái Tâm như Tâm nói hôm buông tuần thôi, lấy cái to đúng như thế này, nhà nhà thi tiền với Thảo Long đi ra tiệm thuốc tây mua cho Tâm là bật thuốc này gần triệu á. Thì Tâm muốn 2 lần nóng quá, Tâm sợ, tại bác sĩ nói, bác sĩ Tùng là trưởng khoa, ông nói cái này thuốc này anh phải dùng suốt đời. Trời ơi, nghe sợ quá, bắt đầu Tâm về Tâm dùng Lucenta, Tâm dùng Lucenta, Tâm mua gói 3 sao, Tâm dùng mỗi một ngày 10 viên kết hợp với Yến Đà Phẩm mỗi ngày gói. Thì các anh chị thấy đúng tháng sau, ngày 13 tháng 6 này, chính xác là ngày 11, nhưng mà Tâm tự ái, Tâm đến Tâm kiểm tra lại, Tâm thấy nó đông quá, Tâm ghét Tâm về, Tâm cũng đóng lệ phí trước rồi. Và sau đó cái bệnh viện, cái viện tim á, ngay chỗ số 4 Dương Quang Trung này, công nhận nó cũng biết điều, nó gọi điện anh sao anh đóng tiền mà anh không vô khám. Cái Tâm thấy nó cũng biết điều quá,
Với lại mình thấy mình cũng cần cái tâm đi qua tâm khám là ngày 13, chứ đúng ra tâm khám đúng ngày 11, tâm nộp từ ngày 13. Thì anh chị thấy này, à, cái phần phía dưới này, à, tâm đang nói phần giãn tim này, buồn tim trái giãn nhẹ này, không huyết khói ấy, chức năng tâm thu thất trái tốt. Đấy, trong khi đó bên đây là giãn giãn lớn thất trái, cho nên tâm mới bị đau nhồi cục bộ. Cho nên thành ra các anh chị thấy là buồn tim trái giãn nhẹ, không huyết khói. Trong một tháng mà các anh chị biết mà tế bào tim á, tế bào tim mà muốn thay thế là phải 20 năm. 20 năm nha, tế bào tim á mà muốn thay thế là phải 20 năm, mà trong khi đó tâm dùng liên tục nhồi Lucinta trong một tháng, nó đã làm tức là nó giãn lớn, giống như cái sợi dây thun mà trẻ con mình chơi mà mình ngâm dầu lửa dầu hỏa nó giãn ra vậy đó. Đấy. Thì giãn ra có tác dụng, dễ bị là năm rồi tâm bị nhồi tim á, xém chết. Đấy, cho nên các anh chị thấy rằng là Lucinta nó hay như vậy. Tuy nhiên mà để mà cấp bách cứu kịp thời chỉ có Mentitude, cũng cũng đào tạo Zoom, cũng online Zoom giống như vậy nè. Lúc đó là đi thăm hai căn biệt thự của giám đốc ở dưới Long Hải, thì bên chủ đầu tư nó có mời. À, tối hôm trước là ví dụ như tối nay đi xuống thì có mời uống bia, sáng trưa hôm sau trước khi về cũng có uống chai bia, xong đó tâm về tâm giao lưu với các anh chị lúc đó bên nhà Di Tân, thì bắt đầu là tâm ngồi trên lầu, giám đốc thì ngồi dưới, tâm đang ngồi thế này tự nhiên nó nhồi tim quá, nó ép đau quá, cái tâm chịu không nổi, tâm xin các anh chị tắt cam. Các anh chị có nhớ không ạ? Các anh chị có nhớ ngày hôm đó tâm xin tắt cam không, tắt mic không? Sau đó bắt đầu cái nó đau quá, đau hoài không hết, cái tâm thở không nổi, lúc đó thở không nổi các chị. Từ hơi khi hít vô cái là nó đau quá không chịu nổi, nín thở ngạt thở. Bắt đầu cái Ngọc Mỹ mới cầm lên cái ly dưới hai gói mình chút, hỏi bị gì vậy? Làm sao rồi? Cái tâm nói không được, lúc đó nói không được. Bắt đầu mới xé ra pha tâm muốn vô, cái tâm đếm giây tợ nó kinh khủng luôn, đếm bằng giây á. Thì tâm đếm khoảng trên 30 giây, tự nhiên nó xuống hoặc quá hoặc chết luôn. Qua hôm sau gọi cho chị Quyên không, chị Quyên chị biết cái chỗ nào khám tim mà chị quen biết, chị Quyên chỉ qua bệnh viện quốc tế, đi vô khám tim mỗi thứ cái 5 triệu riêng, nó chọt cái vô cái mạch vành này. Cho nên ai uống sản phẩm mà đau đau á, ai uống sản phẩm mà than đau quá, tôi muốn uống đau quá, nhõng nhẽo đây nè, cái cánh tay phải tao ngay chỗ cái mạch động mạch nè, nó quất cho 5 cái thục thục, mặc dù chích thuốc tê rồi nha, nó chọt cái camera vô đây nè, 21 triệu, 21 triệu cái camera chọt vô để nó coi cái mạch vành như thế nào. May là cái mạch vành tao không bị vấn đề gì, nó siêu âm là ok tốt. Xin lỗi các chị, nó bấm một cái là té đáy luôn, nó bấm một phát là té đáy luôn nha, nó bấm một phát mặc dù không đau nha, nhưng mà tại vì té hết rồi mà mình biết nó bấm một phát nghe cái sực vậy á. À, mà cái động mạch này phải là một tuần sau mới gỡ được, tại vì ở ra phát nó giọt máu ra phát là mất máu chết luôn, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là cái chuyện mà đau đớn của sản phẩm không xi nhê gì so với vô bệnh viện các anh chị, mổ xẻ bấm phập phập, nó bấm phập phập, bấm nút 5 cái, nó chọt cái camera gì đó vô trong cái mạch này, đi kiểm tra 21 triệu cộng với tiền bệnh viện đúng có một đêm thôi 31 triệu tiền vậy đó, 31 triệu đi luôn đâu có quay trở lại đâu, chi phí. Sau đó tầm mới bỏ tiền ra 81 triệu 900 mua gói bao sao quốc phát, bây giờ có 800 mấy chục triệu đúng không? Năm mấy rồi, năm mấy like đi đấy. Cho nên là chưa có cơ hội nào bác sĩ đúng chia sẻ luôn, bác sĩ đúng chia sẻ chỉ có đúng, quá đúng. Người ta bỏ tiền ra người ta mua một cái tế bào trung môn gì đó 1 triệu, 1 tỷ, 171 triệu, mà có được tặng cái gì đâu, mà chưa chắc đã hết bệnh. Trong khi đó Lucenta đây mình dùng no luôn á. Cho nên các anh chị dùng 10 người viên là đúng rồi, đặc biệt những người vô gói sầu riêng, mà ngày hôm nay giám đốc chỉ ưu tiên người nào vô cây sầu riêng mới được nhận sản phẩm Lucenta. Giám đốc cho ứng trước của phần giám đốc thôi, chứ người sản phẩm chưa thôi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Lê Thị Đúng rất là nhiều. À, với sự chia sẻ của bác sĩ thì là giúp cho người ta phải có một cái niềm tin, có một cái nhìn nhận chính xác hơn và cái cơ hội hơn. Đúng không ạ? Rồi. À, cảm ơn bác sĩ.